Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là Thiện Mỹ. Dạ, có người nói cha mẹ là Phật đi tìm đâu xa hay thiền làm gì, cứ mở mắt làm việc như người bình thường mà chánh niệm. Họ lý thuyết giỏi lắm và ngã mạn, nhưng khi có vấn đề gì thì cái sân nơi họ lại nổi trội. Con còn hạn chế nên luôn không biết phải làm gì hơn là im lặng hoặc cùng sân. Xin sư chỉ con cách hóa giải bất thiện tâm này ạ. Con tri ân sư ạ. Mỗi người ở trên cuộc đời có những cái chi kiến khác nhau, có những cái nhận thức khác nhau, có những cái hiểu biết khác nhau, có những cái quan điểm khác nhau, có những cái niềm tin khác nhau. Vì vậy cho nên là sẽ có người tin vào những cái giáo pháp của Đức Phật và tìm cái con đường tu tâm để chuyển hóa cái tâm thức của mình để đạt được những cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy để đi đến giác ngộ trong hiện tại hoặc tương lai. Nhưng mà cũng có người không có duyên với giáo pháp thì người ta sống với những cái pháp thế gian hay là những cái pháp của các cái tôn giáo riêng biệt của người ta, thì cái đấy là cái tùy duyên của mỗi người, và không nên quan tâm đến cái việc mà người ta nói như thế nào, nói như thế này thì kia, thì có thể là phù hợp với quan điểm của mình, cũng có thể là không phù hợp với cái quan điểm của mình. Thì bây giờ mà sống ở trong một cái xã hội có rất nhiều cái tư tưởng khác nhau như vậy thì mình cũng cần phải hiểu là mỗi người có những cái tâm lý như vậy, cho nên mình không bắt người ta phải hoàn toàn giống mình. Cái người mà mình sẽ rất là phiền não nếu như mình sống ở đâu mình cũng biết là mình cũng muốn là người kia phải giống mình, người kia phải có hiểu biết như mình, phải có niềm tin như mình, phải có tư tưởng như mình. Nếu như mà mình cứ sống như vậy thì mình sẽ rất là khổ, rất là khổ. Tại sao người đấy lại không như mình, và mình sinh ra oán trách người khác. Còn nếu như khi mà mình hiểu là mỗi người có cái nhân duyên khác nhau, có cái nghiệp và quả của nghiệp khác nhau, thì mình sẽ có cái tâm nó thản nhiên hơn trước những cái tâm lý và những cái tư tưởng của mỗi người khác nhau. Thì lúc đấy mình phải quán như là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Mỗi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp đã tạo. Còn nếu mà mình muốn sống hài hòa với mọi người thì luôn luôn đành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mong cho họ thoát khỏi được an vui hạnh phúc, còn mong cho họ thoát khỏi khổ đau, còn mong cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được, hay là họ là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Thì mình cứ niệm niệm như vậy thôi thì mình cũng bớt sân với mọi người, và mình không nên đi tranh luận, lý luận hay là tham gia vào những cái sự tranh cãi cọ nhau, hay là hay nói những cái lý sự với nhau, thì nó chỉ thêm ra cái sự mệt mỏi thôi. Thì mình sẽ bớt, tức là mình không có đụng chạm vào cái đời sống riêng tư của người khác, tôn trọng cái đời sống riêng tư của người khác thì mình được bình yên. Còn mình cứ hay soi mói vào những cái tư tưởng riêng tư của người khác thì mình sẽ rất là phiền não.